Chư Phật tử, Bồ Tát tùy thuận trí huệ như vậy gọi là trụ bực thiền huệ địa. Đã trụ bực này biết rõ những hành sai biệt của chúng sanh mà giáo hóa điều phục cho được giải thoát. Chư Phật tử, Bồ Tát này có thể khéo diễn thuyết pháp Thanh Văn thừa, pháp Độc Giác thừa, pháp Bồ Tát thừa, pháp Như Lai địa. Tất cả công hành lấy trí huệ làm trước, tất cả chỗ đi trí đều theo, nên có thể tùy căn tánh dục dại của chúng sanh, sở hành sai khác, các loài sai khác, cũng tùy thọ sanh phiền não miên phược các nghiệp tập khí mà thuyết pháp cho thọ sanh tính giải thêm lớn trí huệ, đều ở nơi thừa của mình mà được giải thoát. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bực thiện huệ địa này làm đại pháp sư, đủ hạnh pháp sư, khéo hay giữ gìn pháp tạng của Như Lai, dùng vô lượng trí thiện xảo khởi tứ vô ngại biện, dùng ngôn từ Bồ Tát mà thuyết pháp. Bồ Tát này thường tùy tứ vô ngại trí mà chuyển không tạm bỏ lìa. Những gì là bốn chính là pháp vô ngại trí, nghĩa vô ngại trí, từ vô ngại trí, lạc thuyết vô ngại trí. Bồ Tát này dùng pháp vô ngại trí biết từ tướng của các pháp, dùng nghĩa vô ngại trí biết tướng sai biệt của các pháp, dùng từ vô ngại trí nói không sai lầm, dùng lạc thuyết vô ngại trí thuyết pháp vô đoạn vô tận, lại dùng pháp vô ngại trí biết tự tánh của các pháp, nghĩa vô ngại trí biết sanh diệt của các pháp, từ vô ngại trí thuyết an lập tất cả pháp chẳng dứt, lạc thuyết vô ngại trí tùy chỗ an tập chẳng hoại thuyết pháp vô biên, lại dùng pháp vô ngại trí biết pháp hiện tại sai biệt, nghĩa vô ngại trí biết pháp quá khứ vị lai sai biệt, từ vô ngại trí nơi các pháp quá khứ hiện tại vị lai nói không sai lầm, lạc thuyết vô ngại trí nơi vô biên pháp trong mỗi đời đều nói rõ ràng, lại dùng pháp vô ngại trí biết pháp sai biệt, nghĩa vô ngại trí biết nghĩa sai biệt, từ vô ngại trí tùy ngôn âm của mọi loài mà nói, lạc thuyết vô ngại trí tùy tâm ưa thích của họ mà nói, lại pháp vô ngại trí dùng pháp trí biết sai biệt chẳng khác, nghĩa vô ngại trí biết sai biệt như thiệt, từ vô ngại trí dùng thế trí sai biệt mà thuyết pháp, lạc thuyết vô ngại trí dùng đệ nhất nghĩa trí thiện xảo thuyết pháp, lại pháp vô ngại trí biết các pháp dứt tướng chẳng hoại, nghĩa vô ngại trí biết quẩn xứ giới đế duyên khởi thiện xảo, từ vô ngại trí dùng tất cả âm thanh văn tự bí diệu mà thế gian dễ hiểu để thuyết pháp, lạc thuyết vô ngại trí dùng vô biên pháp minh tăng thắng để thuyết pháp, lại pháp vô ngại trí biết nhất thừa bình đẳng tánh, nghĩa vô ngại trí biết các thừa sai biệt tánh, từ vô ngại trí nói tất cả thừa vô sai biệt, lạc thuyết vô ngại trí nói mỗi mỗi thừa vô biên pháp, lại pháp vô ngại trí biết trí tùy chứng tất cả hạnh Bồ Tát ký hành pháp hành, nghĩa vô ngại trí biết thập địa phần dị nghĩa sai khác, từ vô ngại trí thuyết địa đạo tướng vô sai biệt, lạc thuyết vô ngại trí thuyết mỗi mỗi địa có vô biên hành tướng, lại pháp vô ngại trí biết tất cả Như Lai một niệm thành chánh giác, nghĩa vô ngại trí biết các thời gian các xứ sở đều sai khác, từ vô ngại trí nói thành chánh giác sai biệt, lạc thuyết vô ngại trí nơi mỗi câu pháp vô lượng kiếp nói chẳng hết, lạc pháp vô ngại trí biết tất cả Như Lai những ngữ ngôn trí lực vô quý bất cộng pháp đại từ đại bi biện tài phương tiện chuyển pháp luân nhất thiết trí tùy chiến trí, nghĩa vô ngại trí biết Như Lai tùy 84.000 tâm hành căn giải âm thanh sai biệt của chúng sanh, từ vô ngại trí tùy tất cả chúng sanh hành dùng âm thanh sai biệt của Như Lai để thuyết pháp, lạc thuyết vô ngại trí tùy tính giải của chúng sanh dùng trí thanh tịnh hành viên mãn của Như Lai để thuyết pháp. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ đệ cửu địa được trí vô ngại thiện xảo như vậy, được Phật Pháp Tạng làm đại pháp sư, được nghĩa Đà La Ni, pháp Đà La Ni, trí Đà La Ni, quang chiếu Đà La Ni, thiện huệ Đà La Ni, chúng tài Đà La Ni, quay đích Đà La Ni, vô ngại môn Đà La Ni, vô biên tế Đà La Ni, chủng chủng nghĩa Đà La Ni, trăm vạn A Tăng kỳ môn Đà La Ni, như vậy đều được viên mãn, dùng trăm vạn vô số môn thiện xảo âm thanh biện tài mà thuyết pháp. Bồ Tát này được trăm vạn vô số môn Đà La Ni như vậy rồi, nơi chỗ vô lượng Đức Phật, trước mỗi Đức Phật đều dùng trăm vạn vô số môn Đà La Ni như vậy để nghe chánh pháp,
nghe rồi chẳng quên, dùng vô lượng môn sai biệt diễn thuyết cho đại chúng khác. Bồ Tát này mới vừa thấy Phật liền cúi đầu đảnh lễ, ở chỗ Phật liền được vô lượng pháp môn. Pháp môn đã được đây, hàng văn kỳ đại thánh văn trong trăm ngàn kiếp chẳng lãnh thọ được. Bồ Tát này được Đà La Ni như vậy, vô ngại trí như vậy, ngồi trên pháp tòa mà thuyết pháp. Chúng sanh khắp trong đại thiên thế giới đều tùy tâm sở thích sai khác của họ mà thuyết pháp. Chỉ trừ chư Phật và chư Bồ Tát đã thọ chức, các chúng hội khác không thể sánh kịp quay đức quang minh với Bồ Tát này. Bồ Tát này ngồi trên pháp tòa, muốn dùng một âm thanh khiến các đại chúng đều được hiểu rõ, thời liền được hiểu rõ. Hoặc có lúc muốn dùng các thứ âm thanh làm cho các đại chúng đều được khai ngộ, hoặc có lúc tâm muốn phóng đại quang minh quyển thuyết pháp môn, hoặc có lúc tâm muốn ở trên thân mình mỗi chân lông đều diễn pháp âm, hoặc có lúc tâm muốn dẫn đến đại thiên thế giới có bao nhiêu vật hữu hình vô hình đều diễn ra ngôn âm diệu pháp, hoặc có lúc tâm phát một ngôn âm khắp cả pháp giới đều hiểu rõ, hoặc có lúc tâm muốn tất cả ngôn âm đều làm pháp âm thường trụ bất diệt, hoặc có lúc tâm muốn tất cả thế giới, những ống tiêu, sáo, chuông, trống, tất cả tiếng nhạc và ca ngâm đều diễn pháp âm, hoặc có lúc tâm muốn trong một chữ tất cả pháp cú, ngôn âm sai biệt thảy đều đầy đủ, hoặc có lúc tâm muốn làm cho bất khả thuyết vô lượng thế giới trong tứ đại địa, thủy, quả, phong có bao nhiêu di trần, trong mỗi di trần thảy đều diễn xuất bất khả thuyết pháp môn. Tất cả đều muốn như vậy, đều tùy tâm hiển hiện thành mãn cả. Chư Phật tử, giả sử đại thiên thế giới tất cả chúng sanh đều đến trước Bồ Tát này, mỗi mỗi chúng sanh đều dùng vô lượng ngôn âm khác nhau để vấn nạn tất cả, vấn nạn đều chẳng đồng nhau. Trong khoảng một niệm, Bồ Tát này đều lãnh thọ tất cả, vẫn dùng một âm thanh mà giải thích khắp tất cả, khiến họ đều vui thích. Như vậy, những đến tất cả chúng sanh trong bất khả thuyết thế giới, trong bất khả thuyết thế giới, Bồ Tát đều có thể tùy tâm sở thích căn giải của họ mà thuyết pháp. Thừa thần lực của Phật rộng làm Phật sự, vì khắp tất cả mà làm chỗ nương tựa. Chư Phật tử, Bồ Tát này lại phát tinh tấn thành tựu trí minh. Giả sử đến một chân long có bất khả thuyết thế giới di trần số chư Phật chúng hội, mỗi chúng hội có bất khả thuyết thế giới di trần số chúng sanh, mỗi chúng sanh có bất khả thuyết thế giới di trần số tánh dục. Chư Phật đó tùy theo tánh dục của chúng sanh mà đều ban cho pháp môn. Như nơi một chân long, tất cả chỗ khắp pháp giới đều như vậy cả. Vô lượng pháp môn của chư Phật đã nói như vậy, trong khoảng một niệm, Bồ Tát đều lãnh thọ được cả, không hề quên mất. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bực đệ cửu địa này, ngày đêm tinh tấn, trọn không xen niệm gì khác, chỉ nhập Phật cảnh giới thân cận Như Lai, nhập với Bồ Tát thậm thâm giải thoát, thường ở chánh định, thường thấy chư Phật chưa từng bỏ lìa. Trong mỗi mỗi kiếp thấy vô lượng Phật, vô lượng trăm Phật, vô lượng ngàn Phật, dẫn đến vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha Phật đều kính trọng cúng dường hỏi pháp. Được thuyết pháp Đà La Ni, bao nhiêu thiện căn đã có càng thêm sáng sạch. Dĩ như chân kim, thợ giỏi khéo dùng làm bửu quan để chuyển luân thánh dương đổi. Tất cả đồ trang nghiêm của thần dân và các tiểu quốc dương không sánh kịp được. Thiện căn của bậc Bồ Tát đệ cửu địa cũng như vậy. Những thiện căn của thanh văn, độc giác và các Bồ Tát bậc dưới không thể bằng được. Chư Phật tử, ví như Đại Phạm Thiên Dương, chủ của nhị thiên thế giới, thân phóng quang minh có thể chiếu thấu chỗ tối, chỗ xa của tất cả nhị thiên thế giới. Những thiện căn của Bồ Tát này cũng như vậy, có thể phóng quang minh chiếu tâm chúng sanh, trừ sạch phiền não tâm tối. Trong 10 môn Ba La Mật, với Bồ Tát này lực Ba La Mật là hơn cả các môn kia, thời tùy sức tùy phận. Chư Phật tử, đây là lược nói Đại Bồ Tát đệ cửu thiện huệ địa, nếu nói rộng thời vô lượng kiếp nói cũng không hết. Chư Phật tử, Bồ Tát trụ bực đệ cửu địa này thường làm Đại Phạm Thiên Dương, chủ nhị thiên thế giới, thống trị giỏi, tự tại làm lợi ích hai vị hàng thanh văn, độc giác và chư Bồ Tát mà giảng giải hành Ba La Mật, hay tùy tâm của chúng sanh không bị khuất phục vì vấn nạn,
Những công hạnh bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều chẳng rời niệm Phật, dẫn đến chẳng rời niệm nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này lại nghĩ rằng, ở trong tất cả chúng sanh, tôi sẽ là thượng thủ, là thắng, nhẫn đến là bậc y chỉ của nhất thiết chủng trí. Bồ Tát này nếu phát tinh tấn trong khoảng một niệm, được trăm vạn vô số quốc độ di trần số tam muội, nhẫn đến thị hiện trăm vạn vô số quốc độ di trần số Bồ Tát làm quyến thuộc. Nếu dùng nguyện lực thù thắng tự tại thị hiện thời hơn số này, nhẫn đến trăm ngàn ức na do tha kiếp chẳng thể đếm biết được. Kim Cang Tạng Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: vô lượng trí lực khéo quan sát, tối thượng như diệu đời khó biết, vào khắp chỗ bí mật của Phật, lợi ích chúng sanh vào cửu địa, tổng kỳ tam muội đều tự tại, được đại thần thông vào các cõi, lực trí vô quý bất cộng pháp, nguyện lực bi tâm vào cửu địa. Trụ nơi bực này trì pháp tạng, rõ thiện bất thiện và vô ký, hữu lậu vô lậu thế xuất thế, tư bất tư nghị đều khéo biết. Nếu pháp quyết định chẳng quyết định, tam thừa tu tập đều quán sát, hữu di vô di hành sai biệt, biết rõ như vậy nhập thế gian. Nếu muốn biết rõ tâm chúng sanh, thời hay dùng trí biết như thiệt, các thứ chuyển tốc hoại chẳng hoại, những tướng vô chất vô biên thảy, phiền não vô biên thường sanh chung, phục khởi một nghĩa nói các loại, nghiệp tánh chủng loại đều riêng khác, nhân hoại quả nhóm đều biết được, căn tánh các loại hạ trung thượng, tiền tế hậu tế khác vô lượng, giải tánh lạc dục cũng như vậy, tám vạn bốn ngàn đều biết cả. Chúng sanh hoặc kiến luôn tùy chuyển, rừng rậm vô thủy chưa cắt trừ, với chí chung cùng tâm đều sanh, thường tràn trịch nhau chẳng đoạn tuyệt, chẳng phải vật thiệt chỉ vọng tưởng, chẳng rời khỏi tâm không xứ sở, thiền định cảnh trừ những thối chuyển, kim cang đạo diệt mới rốt ráo. Sáu loại thọ sanh đều sai khác, ruộng nghiệp ái nguyện vô minh che, thức làm chủng tử mầm danh sắc, ba cõi vô thủy luôn tiếp nối, hoặc nghiệp tâm tập sanh các loại, nếu lìa hoặc nghiệp chẳng còn sanh. Chúng sanh ở trong hoặc nghiệp tâm, hoặc chìm kiến chấp, hoặc hành đạo, bậc Bồ Tát này khéo quán sát, tùy tâm sở thích và căn giải, đều dùng vô ngại diệu biện tài, theo chỗ đáng độ mà thuyết pháp, ngồi trên pháp tọa như sư tử, cũng như ngưu dương bủ sơn dương, lại như long dương bủa mây dày, tuôn mưa cam lộ đầy biển lớn, khéo biết pháp tánh và áo nghĩa, tùy thuận ngôn từ hay biện thuyết, vô số trăm vạn đà la ni dường như biển lớn chứa nước mưa, tổng trì tam muội đều thanh tịnh, trong khoảng một niệm thấy nhiều Phật, nơi mỗi mỗi Phật đều nghe pháp, lại dùng diệu âm để diễn thuyết. Nếu muốn khắp đại thiên thế giới, giáo hóa tất cả các quần sanh, như mây bủa khắp mọi nơi chỗ, tùy theo căn dục đều khiến mừng. Đầu lông Phật chúng đông vô số, chúng sanh sở thích cũng vô cực, đều xứng tâm họ cho pháp môn. Tất cả pháp giới đều như vậy. Bồ Tát xin thêm sức tinh tấn, lại được công đức càng thêm hơn, văn trì vô lượng các pháp môn, như đất hay dình tất cả giống, mười phương vô lượng các chúng sanh đều đến thân cận ngồi trong hội, một niệm tùy tâm đều vấn nạn, một lời đối khắp đều thỏa mãn. Trụ ở bực này làm pháp dương, tùy cơ dạy bảo không nhàm mỏi, ngày đêm thấy Phật chưa từng bỏ, nhập thâm tịch diệt trí giải thoát, cúng Phật thiện căn càng thêm sáng, như mão diệu bửu trên đầu vua, nhờ đây chúng sanh dứt phiền não, như quang chiếu khắp của phạm dương. Bực này thường hiện đại phạm dương, đem pháp tam thừa độ chúng sanh, thiện nghiệp tu hành khắp lợi ích, nhận đến sẽ thành nhất thiết trí. Một niệm đã nhập các tam muội, vô số thế giới ghi trần số, thấy Phật thuyết pháp số cũng vậy, nguyện lực thể hiện lại hơn đây. Đây là đệ cửu thiện huệ địa, chỗ tu hành của đại Bồ Tát, thầm thâm di diệu khó thấy được. Tôi vì Phật tử đã tuyên thuyết, na do tha chúng tịnh cư thiên, nghe những thắng hạnh trong cửu địa, trên không hớn hở lòng hoan hỷ, đều cùng cung kính cúng dường Phật, bất khả tư nghị chúng Bồ Tát cũng ở hư không rất hoan hỷ, đồng khắp hương duyệt ý tối thượng, quân khắp chúng hội khiến thanh tịnh, tự tại thiên dương cùng thiên chúng, vô lượng ước số ở hư không, trải khắp thiên y cúng dường Phật, trăm ngàn muôn thứ phất phới rơi, thể nữ cõi trời số vô lượng, tất cả mừng vui cúng dường Phật, đều tấu các thứ âm nhạc hay,
đều dùng lời này để ca ngợi Phật thân an tọa một quốc độ, tất cả thế giới đều hiện thân, thân tướng đoan nghiêm vô lượng ức, pháp giới rộng lớn đều khắp đầy, nên một chân long phóng quang minh khắp giết thế gian phiền não tối. Thế giới di trần biết được số quang minh này, số chẳng lường được. Hoặc thấy Như Lai đủ tướng hảo, chuyển chánh pháp luân thắng vô thượng. Hoặc thấy du hành các cõi Phật, hoặc thấy vắng lặng an bất động, hoặc hiện ở tại cung Đâu Xuất, hoặc hiện hạ sanh nhập thai mẹ, hoặc hiện trụ thai hoặc xuất thai, đều khiến trong vô lượng cõi thấy. Hoặc hiện xuất gia tu thế đạo, hoặc hiện đạo tràng thành chánh giác, hoặc hiện thuyết pháp hoặc niết bàn, khiến khắp mười phương đều xem thấy. Dĩ như quyển sư biết quyển thuật, ở trong đại chúng hiện nhiều việc, trí huệ Như Lai cũng như vậy, ở trong thế gian khắp hiện thân. Phật trụ thậm thâm chân pháp tánh, tịch diệt vô tướng đồng hư không, mà ở trong đệ nhất thiệt nghĩa thì hiện công hạnh nhiều sự việc, hành lợi chúng sanh Phật đã làm, đều nương pháp tánh mà được có, tướng và vô tướng không sai khác, vào đến rốt ráo đều vô tướng. Nếu có muốn được Như Lai trí, phải rời tất cả dòng phân biệt, thông đạt hữu vô đều bình đẳng, mau làm nhân thiên đại đạo sư. Vô lượng vô biên chúng thiên nữ ca nhạc ngôn âm khen ngợi rồi, thân tâm tịch tịnh đều an lạc, chiêm ngưỡng Như Lai đứng yên lặng. Liền đó giải thoát nguyệt Bồ Tát biết các chúng hội đều tịch tịnh, hướng Kim Cang Tạng mà thỉnh rằng: Bậc đại vô quý chân Phật tử, từ đại cửu địa vào thập địa, bao nhiêu công đức các hành tướng, nhận đến thần thông trí biến hóa, mong vì đại chúng mà tuyên thuyết. Kim Cang Tạng Bồ Tát bảo giải thoát nguyệt Bồ Tát rằng: Thưa Phật tử, đại Bồ Tát từ sơ địa đến đệ cửu địa dùng vô lượng trí huệ quán sát giác hiểu như vậy rồi, khéo tư duy tu tập, khéo đầy đủ thiện pháp, nhóm vô biên pháp trợ đạo, thêm lớn đại phước đức trí huệ, trọng thi hành đại bi, biết thế giới sai biệt, vào rừng rậm chúng sanh giới, nhập cảnh giới Như Lai, tùy thuận hạnh tịch diệt của Như Lai, thường quán sát trí lực vô quý bất cộng pháp của Như Lai, gọi là được nhất thiết chủng trí thọ chức vị. Chư Phật tử, đại Bồ Tát dùng trí huệ như vậy nhập bậc thọ chức địa rồi, liền được ly cấu tam muội, nhập pháp giới sai biệt tam muội, trang nghiêm đạo tràng tam muội, nhất thiết chủng hoa quang tam muội, hải tạng tam muội, hải ấn tam muội, hư không giới quảng đại tam muội, quán nhất thiết pháp tự tánh tam muội, tri nhất thiết chúng sanh tâm hành tam muội, nhất thiết Phật giai hiện tiền tam muội, trăm vạn vô số tam muội như vậy đều hiện tiền. Bồ Tát này ở nơi các môn tam muội trên đây, hoặc nhập hoặc xuất đều được hiện xảo, cũng khéo rõ biết tất cả tam muội việc làm sai biệt. Tam muội tối hậu tên là thọ nhất thiết trí thắng chức vị. Lúc tam muội này hiện tiền, bỗng nhiên xuất sanh đại bửu liên quan. Liên quan này rộng lớn bằng trăm vạn đại thiên thế giới, trang nghiêm với các thứ diệu bửu, vượt hơn tất cả cảnh giới thế gian. Do thiện căn xuất thế sanh khởi, do những hành biết các pháp như quyển tánh làm thành, thường phóng quang minh chiếu khắp pháp giới, các cõi trời chẳng có được. Liên quan này cộng bằng tỳ lưu ly mani bửu, đài bằng chiên đàn dương, tua bằng ngọc mã não, cánh bằng vàng diêm phù đàn, các báo làm tạng, lưới báo che văn. Qua này thường phóng vô lượng quang minh, có mười đại thiên thế giới di trần số liên qua làm quyến thuộc. Bấy giờ Bồ Tát này ngự trên liên qua, thân tướng cân xứng với qua. Vô lượng quyến thuộc Bồ Tát ngồi trên các liên qua kia, mỗi vị đều được trăm vạn tam muội đồng hướng về đại Bồ Tát nhất tâm chiêm ngưỡng. Chư Phật tử, lúc đại Bồ Tát này và quyến thuộc ngồi trên liên qua, thời quang minh và ngôn âm khắp đến thập phương pháp giới, tất cả thế giới đều chấn động, ác đạo khỏi khổ, cõi nước nghiêm tịnh, đồng hành Bồ Tát đều dâng tập đến. Âm nhạc của nhân thiên đồng thời trọng tiếng, tất cả chúng sanh đều được an vui, đem bất tư nghị đồ cúng dường dâng lên chư Phật. Chư Phật chúng hội thảy đều hiển hiện. Chư Phật tử, lúc Bồ Tát này ngồi trên tòa đại liên hoa, thời nơi dưới hai chân phóng trăm vạn vô số quang minh, chiếu khắp các đại địa ngục ở mười phương diệt khổ cho chúng sanh. Nơi hai gối phóng trăm vạn vô số quang minh, chiếu khắp mọi loài súc sanh ở mười phương diệt khổ cho chúng sanh. Nơi rúng phóng trăm vạn vô số quang minh, chiếu khắp cõi Diêm La Vương ở mười phương diệt khổ cho chúng sanh. Nơi hai bên hông phóng trăm vạn vô số quang minh, chiếu khắp tất cả nhân gian ở mười phương diệt khổ cho chúng sanh. Nơi giữa hai tay
phóng trăm vạn vô số quang minh chiếu khắp tất cả cung điện của chư thiên và Atula ở mười phương. Nơi trên hai vai phóng trăm vạn vô số quang minh chiếu khắp tất cả thanh văn ở mười phương. Nơi cổ và lưng phóng trăm vạn vô số quang minh chiếu khắp thân Bích Chi Phật ở mười phương. Nơi mặt phóng trăm vạn vô số quang minh chiếu khắp hàng Bồ Tát Sơ Phát Tâm đến bậc Đệ Cửu Địa. Từ giữa hai chẳng mày phóng trăm vạn vô số quang minh chiếu khắp hàng Bồ Tát Thọ Chức ở mười phương. Quang minh này làm cho cung điện của ma thảy đều chẳng hiện. Nơi đảnh đầu phóng trăm vạn vô số đại thiên thế giới di trần số quang minh chiếu khắp các đạo tràng chúng hội của chư Phật ở tất cả thế giới trong mười phương. Hữu nhiễu mười dòng rồi dừng lại trên hư không thành lưới quang minh tên là Xí Nhiên Quang Minh, phát khởi các đồ cúng dường để cúng Phật. Chư Bồ Tát khác từ Sơ Phát Tâm đến Đệ Cửu Địa có những đồ cúng dường đều không sánh được. Lưới quang minh này ở trước chúng hội của mỗi đức Phật trong mười phương, mưa những hương tốt, tràn hoa, y phục, tràn phan, bửu cái, các thứ trang nghiêm bằng châu mani để cúng dường lên Phật. Đồ cúng trên đây đều từ thiện căn xuất thế sanh ra, vượt hơn tất cả cảnh giới thế gian. Nếu có chúng sanh thấy biết sự việc này, thời đều được bất thối chuyển nơi đạo vô thượng giác. Chư Phật tử, đại quang minh này hiện sự cúng dường như vậy xong, lại nhiễu tất cả thế giới ở mười phương nơi đạo tràng của chư Phật đủ mười dòng, rồi lại từ dưới chân của Phật mà vào. Lúc đó chư Phật và chư Bồ Tát biết nơi thế giới ấy có đại Bồ Tát ấy có thể làm hạnh quảng đại như vậy đến bậc Thọ Chức. Chư Phật tử, bấy giờ mười phương vô lượng vô biên Bồ Tát dẫn đến bậc Đệ Cửu Địa đều dân tập vây quanh cung kính cúng dường đại Bồ Tát này, nhất tâm quán sát. Được lúc quán sát, chư Bồ Tát liền đều chứng được mười ngàn tam muội. Lúc đó những Bồ Tát Thọ Chức ở mười phương đều ở trong đức tướng nơi ngực kim cang trang nghiêm phóng đại quang minh tên Năng Hoại Ma Quán, có trăm vạn vô số quang minh làm quyến thuộc chiếu khắp mười phương, hiện vô lượng thần thông biến hóa. Sau đó quang minh này trở về nhập vào trong ngực kim cang trang nghiêm của đại Bồ Tát. Khi quang minh nhập vào xong, những trí huệ thế lực của đại Bồ Tát này thêm lớn hơn trăm ngàn lần. Bấy giờ thập phương chư Phật từ chẳng mày phóng quang minh thanh tịnh tên Tăng Ích Nhất Thiết Trí Thần Thông, có vô số quang minh làm quyến thuộc chiếu khắp thế giới mười phương, hữu nhiễu mười dòng, thể hiện sự tự tại quảng đại của Như Lai khai ngộ cho vô lượng trăm ngàn ức Na Do Tha chúng Bồ Tát, chấn động khắp cả cõi Phật, diệt trừ tất cả khổ của các ác đạo, che ẩn tất cả cung điện của ma, hiển thị tất cả chỗ của chư Phật, chứng Bồ Đề và đạo tràng chúng hội quay đức trang nghiêm. Quang minh này chiếu khắp tận hư không, biến pháp giới tất cả thế giới, rồi lại đến trên pháp hội của đại Bồ Tát này. Hữu nhiễu ba dòng hiển hiện những sự trang nghiêm, hiện xong nhập vào trên đỉnh đầu của đại Bồ Tát này. Những quang minh quyến thuộc cũng đều nhập vào đỉnh đầu của chư Bồ Tát. Đương lúc quang minh của chư Phật nhập vào đầu, đại Bồ Tát này chứng được trăm vạn tam muội mà trước kia chưa được. Đây gọi là đã được bậc Thọ Chức vào cảnh giới Phật đầy đủ thập lực dự ở số chư Phật. Chư Phật tử, như Chuyển Luân Thánh Vương sinh Thái Tử, mẹ là Chánh Hậu. Lúc Thái Tử thân tướng trưởng thành đầy đủ, nhà vua bảo Thái Tử ngồi tòa diệu kim trên bạch tượng bửu, trương màn lưới lớn, dựng tràng phan to, thắp hương đãi qua, trỗi các âm nhạc, lấy nước bốn biển đựng trong bình vàng. Nhà vua cầm bình vàng này rưới nước bốn biển lên đầu Thái Tử. Đây gọi là lễ Thái Tử lãnh thọ dương chức, dự ở hàng quán đảnh sát đế lợi dương, liền có thể thực hành đầy đủ mười thiện đạo, cũng được gọi là Chuyển Luân Thánh Vương. Đại Bồ Tát Thọ Chức cũng như vậy, vì trí thủy của chư Phật rưới vào đầu nên gọi là Thọ Chức, vì đầy đủ mười trí lực của Như Lai nên dự vào hàng chư Phật. Chư Phật tử, đây gọi là Bồ Tát Thọ Chức Đại Trí. Bồ Tát do chức đại trí này nên có thể làm vô lượng trăm ngàn vạn ức Na Do Tha hạnh khó làm, thêm lớn vô lượng trí huệ công đức, gọi là an trụ bậc Pháp Vân Địa. Chư Phật tử, đại Bồ Tát ở bậc Pháp Vân Địa này đúng thiệt mà biết dục giới tập, sắc giới tập, vô sắc giới tập, thế giới tập, pháp giới tập, hữu di giới tập, vô di giới tập, chúng sanh giới tập, thức giới tập, hư không giới tập, niết bàn giới tập, kiến chấp phiền não hành tập, thế giới thành hoại tập, thanh văn hạnh tập, độc giác hạnh tập, Bồ Tát hạnh tập,
Như Lai trí lực vô quý sắc thân pháp thân tập, nhất thiết chủng trí tập, thị hiện thành Phật chuyển pháp luân tập, trí quyết định phân biệt tất cả pháp tập. Tóm lại, Đại Bồ Tát này dùng nhất thiết trí mà biết tất cả tập. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này dùng giác huệ thượng thượng như vậy đúng thiệt mà biết chúng sanh nghiệp quá, phiền não quá, kiến chấp quá, thế giới quá, pháp giới quá, thanh văn quá, độc giác quá, Bồ Tát quá, Như Lai quá, tất cả phân biệt vô phân biệt quá. Lại đúng thiệt mà biết Phật trì, pháp trì, tăng trì, nghiệp trì, phiền não trì, thời trì, nguyện trì, cúng dường trì, hành trì, kiếp trì, trí trì. Lại đúng thiệt mà biết chư Phật nhập di tế trí, những là tu hành di tế trí, bạn chung di tế trí, thọ sanh di tế trí, xuất gia di tế trí, hiện thần thông di tế trí, thành chánh giác di tế trí, chuyển pháp luân di tế trí, trụ thọ mạng di tế trí, nhập niết bàn di tế trí, giáo pháp trụ di tế trí. Đại Bồ Tát này là nhập Như Lai bí mật xứ, những là thân bí mật, ngữ bí mật, tâm bí mật, thời phi thời tư lương bí mật, họ Bồ Tát ký bí mật, nhiếp chúng sanh bí mật, chủng chủng thừa bí mật, tất cả chúng sanh căn hành sai biệt bí mật, nghiệp sở hành bí mật, đắc bồ đề hạnh bí mật, những sự này đều biết đúng thiệt. Lại biết những nhập kiếp trí của chư Phật, những là một kiếp vào vô số kiếp, vô số kiếp vào một kiếp, hữu số kiếp vào vô số kiếp, vô số kiếp vào hữu số kiếp, một niệm vào kiếp, kiếp vào một niệm, kiếp vào phi kiếp, phi kiếp vào kiếp, hữu Phật kiếp vào vô Phật kiếp, vô Phật kiếp vào hữu Phật kiếp, quá khứ vị lai kiếp vào hiện tại kiếp, hiện tại kiếp vào quá khứ vị lai kiếp, quá khứ kiếp vào vị lai kiếp, vị lai kiếp vào hiện tại kiếp, trường kiếp vào đoạn kiếp, đoạn kiếp vào trường kiếp. Lại biết những kiếp sở nhập của Như Lai, những là nhập Mao đạo trí, nhập Di Trần trí, nhập quốc độ thân chánh giác trí, nhập chúng sanh thân chánh giác trí, nhập chúng sanh tâm chánh giác trí, nhập chúng sanh hành chánh giác trí, nhập tùy thuận nhất thiết xứ chánh giác trí, nhập thị hiện biến thành trí, nhập thị thiện thuận hành trí, nhập thị hiện nghịch hành trí, nhập thị hiện tư nghị bất tư nghị thế gian biểu tri bất tiểu tri hành trí, nhập thị hiện thanh văn trí, độc giác trí, Bồ Tát hành trí, Như Lai hành trí. Tất cả như vậy đều biết đúng thiệt. Chư Phật tử, tất cả chư Phật có những trí huệ quảng đại vô lượng, bậc Bồ Tát này đều có thể chứng nhập.